Xin mến chào tất cả các anh em cùng tất cả mọi người đam mê chim cu gáy nhá. Hôm nay trại bên mình lại tiếp tục xuống ổ một cặp gáy Thái. Cặp này thì đang tầm tuổi bón, chim ăn uống bình thường, khỏe mạnh, không tật lỗi, chân cẳng không tật lỗi gì cả. Hai con rất đều nhau, chim này là đang tầm bón. Anh em cần thì liên hệ với bên mình, có thể là bắt chim bón hoặc chim đang báo cường hoặc chim biết ăn uống. Bên mình thì chuyên cung cấp các dòng chim như là chim âm, chim lối, chim thái, chim ta thường, ta thổ mã ngỗng phấn hồng và chim Nhật Pháp giống bố mẹ hoặc là chim Nhật Pháp bánh tẻ, chim non, các thể loại, cung cấp các loại chim cu gáy. Anh em các bác có thể vào xem lần đầu, có thể cho trại xin một nút đăng ký kênh ủng hộ, bấm nút theo dõi để nhận được những video clip mới phục vụ anh em và các bác được tốt hơn và nhiệt tình hơn. Xin mến chào tất cả các bác.